ông Phi-la-tô trở vào dinh, cho gọi Đức Giê-xu và nói với người: Ông có phải là vua dân Do Thái không? Đức Giê-xu đáp: Ngài tự ý nói điều ấy hay như người khác đã nói với Ngài về tôi? Ông Phi-la-tô trả lời: Tôi là người Do Thái sao? Chính dân của ông và các thượng tế đã nộp ông cho tôi. Ông đã làm gì? Đức Giê-xu trả lời: Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian này, thuộc hạ của tôi đã chiến đấu không để tôi bị nộp cho người Do Thái. Nhưng thật ra nước tôi không thuộc chốn này. Ông Phi-la-tô liền hỏi: Vậy ông là vua sao? Đức Giê-xu đáp: Chính Ngài nói rằng tôi là vua. Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này, làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi. Suy niệm: không thuộc về thế gian. Nước tôi không thuộc về thế gian này. Bác sĩ Anthony Portosis nói: những kẻ chinh phục hùng mạnh với những đội quân dũng mãnh và vũ khí khủng khiếp đã tìm cách khuất phục thế giới trong vô vọng. Đức Giê-xu chinh phục cả thế giới với một vũ khí đơn giản là Agape, tình yêu. Tim Ngài tan vỡ để Ngài có thể trói buộc những kẻ tan vỡ. Vương quyền Ngài trị vì thế gian, nhưng vương quốc Ngài không thuộc về thế gian. Kính thưa anh chị em, đúng như bác sĩ Anthony Portosis nói, vương quyền Ngài trị vì thế gian, nhưng vương quốc Ngài không thuộc về thế gian. Hôm nay, Chủ nhật cuối cùng của năm phụng vụ, chúng ta long trọng mừng Chúa Giê-xu Ki-tô, vua vũ trụ. Ngài là vua, vua vạn vật, vua vũ trụ, vua thiên đàng, vua các linh hồn. Tuy nhiên, trong tin mừng hôm nay, khi trả lời chất vấn của Phi-la-tô, Ngài nói rõ: Ngài là vua, nhưng vương quốc Ngài không thuộc về thế gian này. Vậy vương quốc của Ngài ở đâu? Chúng ta hãy xem xét tuyên bố của Chúa Giê-xu từ hai quan điểm. Trước hết, nếu Chúa Giê-xu nói Ngài là một vị vua thế gian, một người có quyền dân sự, thì Phi-la-tô sẽ kết án Ngài là kẻ có tội lật đổ chính quyền Roma. Điều này là bất hợp pháp và sẽ bị trừng phạt đến chết. Đang khi Chúa Giê-xu hoàn toàn vô tội, Ngài hoàn hảo mọi đàng, kể cả việc tuân giữ mọi luật dân sự hợp pháp. Ngài là vua các vua, vương quyền Ngài đã được Daniel tiên báo từ ngàn xưa qua bài đọc thứ nhất hôm nay. Quyền năng của Ngài là quyền năng vĩnh cửu, không khi nào bị cắt mất. Vương quốc của Ngài không khi nào bị phá hủy. Một vương quyền mà Ngài đã đổ máu ra để thiết lập như sách Khải huyền viết. Ngài đã dùng máu Ngài mà rửa chúng ta sạch mọi tội lỗi và đã làm cho chúng ta trở nên vương quốc và tư tế của Thiên Chúa. Để mỗi người có thể tuyên xưng Chúa là vua, Ngài đã mặc thiên oai, như lời Thánh Vịnh đáp ca. Vì vậy, với tuyên bố nước tôi không thuộc về thế gian này, Chúa Giê-xu muốn nói vương quốc Ngài là vương quốc tình yêu. Ngài chiếm lãnh các trái tim, thống trị các tâm hồn. Đó không phải là một đất nước đang cạnh tranh với chính quyền Roma hoặc bất cứ một cơ quan dân sự nào. Trước điều đó, Phi-la-tô tỏ ra lúng túng. Ngày nay và cho đến muôn đời, Thiên Chúa luôn ước mong vương quốc Ngài trị vì khắp mọi nơi, trong mọi người. Ngài bắt đầu công việc này bằng việc chiếm ngự tâm hồn mỗi người. Ngài mời gọi chúng ta mở lòng đón tiếp Ngài, cho phép Ngài bước vào và điều khiển cuộc sống chúng ta.
Ngài muốn thống trị mọi đam mê, ước muốn, suy nghĩ và hành động của chúng ta. Bên cạnh đó, Chúa Giêsu muốn vương quốc của Ngài phát triển. Nó phải lớn lên trong tâm trí và ý chí những ai thuộc về Ngài, trong mọi đấng bậc, tất cả cùng hiệp hành để mọi người tùng phục sự cai quản của Ngài với tư cách là vua. Điều này có nghĩa là khi trái tim của các nhà lãnh đạo, bậc làm cha mẹ, những người đứng đầu được biến đổi, họ sẽ là người ủng hộ, cộng tác và xây dựng vương quốc. Điều đó có nghĩa là mọi người không trừ ai được kêu gọi trở nên những con người xây dựng vương quốc Thiên Chúa ở đây và lúc này. Chúng ta làm tất cả những gì có thể để Chúa Giêsu với tư cách là vua có thể ngự trị trong trái tim những ai được giao cho chúng ta, hướng dẫn họ đầu phục Ngài, và đến lượt họ, họ tiếp tục xây dựng vương quốc Ngài trong môi trường mình. Anh chị em thân mến, nước tôi không thuộc về thế gian này. Dẫu ở trong thế gian, nhưng các môn đệ Chúa Giêsu không thuộc về thế gian. Lễ Chúa Kitô vua mời gọi chúng ta nhớ đến trách nhiệm của mình là phát triển nước Thiên Chúa ở đây và lúc này, bắt đầu bằng cách cho phép vương quyền Ngài lớn lên trong tâm hồn, trong cộng đoàn và gia đình chúng ta. Từ đó, bằng mọi cách, chúng ta làm điều Chúa muốn, hầu giúp người khác làm điều tương tự cho vương quốc Ngài. Chúa Giêsu là vua, muốn trị vì mọi tâm hồn. Ân sủng Ngài hằng tuôn đổ để nuôi dưỡng, Thánh Thần Ngài hằng run rủi để dẫn dắt. Hãy hợp tác với Ngài và chắc chắn vương quốc Ngài sẽ thực sự hiển trị. Chúng ta có thể cầu nguyện: Lạy Chúa, xin trị vì trái tim bất thường của con. Xin dùng con để mở rộng nước Chúa. Xin cho con khôn ngoan, thận trọng và can đảm xây dựng vương quyền Chúa trong các tâm hồn. Amen.